Kênh YouTube Cần Thủ An Giang xin kính chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một sản phẩm 2016 của Shimano mang tên là Casitas 151HG. Anh em chú ý ha, cái số 151 có nghĩa là số lẻ thì là cái máy này nằm cái tay quay sẽ nằm bên tay trái, còn 150 sẽ nằm bên tay phải ha. Ví dụ 50 51 150 151. Bây giờ mình sẽ bóc cái hộp ra để mình xem từng cái chi tiết của em Casitas này ha. Rồi bây giờ sơ qua thông số thì bởi hẳn cái trong clip trước mình có giới thiệu đến em cái con Senan 151 thì đây là con 100 Casitas. Thì gear ratio của nó là 7.2, tại vì nó mang tên HG ha anh em. Cái mắc rết của nó là 5,5 kg, lực kéo nó là 5,5 kg và trọng lượng của nó là 190 gram. Máy gồm 5 mặt đạn và một vòng quay của nó sẽ thu được 76 cm cái dây. Với cái cấu hình này thì anh em chơi lùa cá lóc rất là thích. Rồi mình qua sản phẩm này, giờ tới sản phẩm cái này thì bề ngoài, nhìn từ bề ngoài và các thiết kế cơ bản vẫn như con Senan 151, sẽ hơn được cái chữ HG này là cái dòng tua gear ratio nó là một vòng quay 7,2 vòng quấn. Đây anh em thấy ha. Máy thì màu xám pha kim tuyến nhĩ ha. Bun này thì màu nâu của nòng súng. Rồi cái điều đặc biệt ở đây nữa đó là con máy này được tăng cường thêm một hệ thống chỉnh hệ thống giảm chống có dây của Shimano. Giống như con Senan thì cái hệ thống chống có dây đó đã được tối ưu, nó không còn tùy chỉnh gì cả. Còn ở đây thì con Casitas này mở rộng cho chúng ta thêm một cái tùy chỉnh, và vì thế giá con này nó sẽ mắc hơn con Senan 151 là 250 ngàn. Sorry anh em, con kia mình bán là 2 triệu thì con này giá của nó là 2.350.000. Về ngoại hình thì hoàn toàn giống ha, buôn chỉ đổi màu cái buôn. Con này được thêm một cái tùy chỉnh adjust để mà chỉnh cái hệ thống chống dây của Shimano. Cách thức mở cái nắp cái bên ra cũng y chang như kia, bật lên chữ open ha, lật ra ngược này xuống ha. Rồi vậy thì chúng ta thấy nó cái buôn ra đây. Đó, đây, đây là các cái cò mổ để mà đó. Anh em. Đó. Thì anh em thấy trên này nó có cái số ngay chấm này ha, có cái chấm nè để định vị chúng ta biết số. Thì mình coi coi ha, với cái số này để zoom lên cho anh em thấy nè. Đó, cái anh em thấy số 1 kìa, đây thì mình thấy nè, cái lồng hôm trước cái con Senan 151 á, thì cái lồng này được cố định ha, cái lồng hình lăng trụ này nè. Đó, hình con này nè, nó sẽ cố định ở vị trí này thôi. Đó, còn cái con Casitas này thì nó cho chúng ta chỉnh cái này đưa vô, đưa ra, đi vô ra để càng ăn sâu lên cái hình con này ha. Giờ mình coi thử ha. Anh em thấy chỉnh, đó, anh em thấy mình chỉnh nó càng lên ha, rõ ràng không nè. Đó, đi lên ha, đó. Đó, lên, đó thấy không, lên rõ ràng ha, để chi cho các cái cò mổ nó sẽ ăn sâu vào trong này, nó hình trụ lên, anh em thấy rõ ràng không. Đó, khi mình kéo xuống thì nó sẽ đi xuống nè, để về trong này cho thấy nè. Đó,
Thì cái con Casitas này nó thêm được cái chức năng để cho anh em tùy chỉnh, tùy biến cái gì chống có dây theo ý của mình. Nó khác với con Sienna 151 kia là hệ thống kia đã được tối ưu. Rồi, thì mình bán, anh em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 161 979, hoặc anh em mình liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook, trang Facebook Cần Thủ An Giang, để anh em mình tìm hiểu thêm về các chi tiết về cái con máy này, cũng như là cái nhu cầu sử dụng, hoặc là cái chuyện mà anh em mình sẽ mua bán, trao đổi qua cái việc mua bán nhận hàng quá như thế nào. Rồi cũng xin cảm ơn anh em Cần Thủ An Giang.